chấn động cách để mua rất nhiều son cho thỏa đam mê nhưng mà lại không nghèo, đó chính là mua theo combo như tôi nè. Như đợt này thì tôi đặt một combo 2 thỏi son thuộc dòng Cushion Matte của nhà Beverly. Mua theo set như thế này thì thường giá rất là ok luôn á, mà còn hay được tặng mấy món quà đi kèm nữa. Mấy em này thì rất là nhờ mặt top top rồi hen. Tôi cũng không nhớ là tôi đã nghe bao nhiêu lời khen về cái phần packaging của em này luôn á, nhưng mà nó đẹp thiệt á, kiểu thỏi son nặng với cầm rất là chắc tay luôn. Màu đầu tiên mình có là CM66 nha, kiểu màu cam mà có nhiều ánh đỏ như thế này thì mình thấy thường rất là dễ dùng mà không kén tông da đâu nha. Màu tiếp theo mình có đây là CM02, tôi rất là mê những cái tông màu mà trầm đậm như vậy luôn á, tôn da kinh khủng luôn nghe. Và cách thứ hai để mua son mà không nghèo chính là trên Last Month, đây có chương trình sale lớn từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4, nên bà nhớ lên ghé qua nha. Đây là Zalo, sao khi dùng cái chai đó không dùng thêm bất cứ một cái gì hết, tự coi đi, nó căng bóng đã rồi. U là trời, sản phẩm gì mà được cô giáo Hoàng Thạch khen dữ trời vậy. Mấy bà thấy cái em này nó lưng đi một khúc rồi chạy trụa tùm lum là hiểu rồi hen. Tôi xài em này xuyên suốt 2 tuần rồi mới dám ngồi đầu lên đây review cho mấy bà nè. Em này là dạng không nọ nhưng mà kết cấu đặt như serum vậy á, nên là mấy bà cứ cho ra tay rồi apply thẳng lên mặt nha. Đây là da của tôi mấy bữa trước bật máy lạnh là ngủ quên, không skin care, hậu quả là da bị khô quá, bong lên tùm lum luôn. Rồi tôi đã dùng em này để cấp cứu liền luôn á, chứ làm sao mà squat son cho mấy bà được. Còn đây là da tôi mấy ngày hôm nay nè, không biết mấy bà thấy sao chứ tôi là thấy ưng lắm luôn rồi đó. Lại là một pha nước trend thành công. Chấn động. Tôi đã tìm ra màu son siêu trầm đậm và cực kỳ tôn da luôn rồi nè. Em này là màu 08 Kiera của nhà Unicorn Castle nha. Đây là một màu nâu đất có nhiều ánh đỏ, nếu chỉ tán sau một lớp mỏng thì sẽ thấy có ánh cam nữa nha. Kiểu màu này thì siêu dễ dùng luôn á và không hề kén tông da đâu nha. Chất son thì lên màu cực kỳ đậm chuẩn. Chấn động. Tôi mới vừa coi được một cách đắp mặt nạ giấy siêu ở Mark Canada luôn. Sẵn đang định đắp mấy cái mặt nạ yêu thích của tôi, để tôi thực hành liền cho mấy bà coi luôn nha. Cái em mà hôm nay tôi đắp là mặt nạ Retinol nè. Giá chỉ có mấy cục kẹo thôi á, cực kỳ hạt dẻ mà ngập ngụi tinh chất luôn. Mấy bà đang muốn dùng Retinol mà không biết da mình có phải không á thì có thể thử em này trước nha. Cơ mà em này vẫn hơi bự so với cái mặt của tôi. Rồi luôn tới công chuyện chiến này với tôi liền. Tôi thấy chị trong clip cắt 3 điểm là ở dưới chân mày, nhân trung với lại càm nè. Cắt xong rồi mấy bà kéo hai cái miếng này lại gần nhau là cái mặt nạ vừa khít cái mặt mình luôn á. Hồi lúc trước đắp mặt nạ mà chưa biết cái cách này á là ngay phần cánh mũi tôi hay bị trống lắm luôn á. Công nhận là cách này hay phết luôn á nha. Nhanh gọn lẹ chứ trong 15 phút mà da sáng khỏe hơn nhiều luôn á. Căng mướt mà đủ ẩm nữa. Ok, da đẹp rồi, make up đi chơi với bồ thoai. Chấn động. Bị miệt thị ngoại hình vì có làn da đen. Đây là hình tôi với con nhỏ bạn thân hồi năm cấp 2. Hồi đó tôi được ship về cái loại mà đen nhất nhì lớp luôn á. Rồi cái kiểu là bạn bè hay cô gì chú bé gì gặp tôi là hỏi: "Ê sao con đen dữ vậy thư?" Ờ hỏi một câu cái sượng trân liền không có trả lời sao luôn mấy bà. Không lẽ giờ trả lời con đen từ trong trứng á. Mà lúc đó do là còn nhỏ là người ta nói gì cũng chịu chứ đâu biết làm gì để mình trắng hơn đâu. Còn bây giờ tôi khác xưa rồi nghe. Tuy là không trắng như Ngọc Trinh nhưng mà da tôi cũng sáng hơn nhiều rồi đó. À sẵn đây để tôi khoe mấy bà bộ tắm trắng mà tôi đang sử dụng nha. Em này là tắm trắng da thay cù đến từ nhà Mina Trộn, một bộ như vậy bao gồm bột tắm trắng và một chai lotion dưỡng thể nữa nha. Ơi mà tính ra là giá cả cũng hợp lý phết luôn á. Mà muốn thấy được hiệu quả rõ rệt mấy bà cứ sử dụng em này một tuần từ 2 đến 3 lần cho tôi nha. Còn cái em lotion này có thể dùng được mỗi ngày nè. Em này dưỡng ẩm và là nâng tông da ok la lắm luôn á. Em này nó giúp da sáng mịn ra mà còn có mùi cực kỳ thơm nữa nghe. Da đen mà muốn tắm trắng an toàn và hiệu quả thì mút ngay em đó nha. Thì ra mùa xuân hoa nở là vì em.